Rồi sau khi các bạn tải cái ứng dụng đó là Vlog, rồi các bạn vào cái mục đó là tin nhắn nha. Tin nhắn rồi các bạn vào cái kính lúp. Bấm vào kính lúp trên mục gen nha các bạn. Các bạn tìm cái từ khóa là Hùng Review. Thì trong cái tang của anh này có cái mục game đó là viết game nha các bạn. Thì trên đây có nhiều trò viết game mà sao cái trò của anh này thì có nhiều người thích nha, 95%. Thì các bạn bấm vào, các bạn bấm ba chấm, các bạn lưu lại ưa thích, rồi các bạn vào game. Rồi các bạn lại xếp nè, là vô cái dòng nha các bạn, dòng tắt nhạc. Thì các bạn đợi thời gian nó đếm ngược nha các bạn, từ 1 phút tới 45 mà đang đếm ngược nè, là bắt đầu thời gian đếm ngược xong là mình được vô game ấy các bạn. Cái trò này là trò sinh tồn búp bê nha các bạn. Trò sinh tồn búp bê này là trò giống như trong phim trò chơi con mực nha các bạn. Thì mình vượt ải mình đi, khi mà tiếng nhạc của con búp bê nó hát á, nó vừa ngưng rồi các mình phải đứng đợi nha các bạn. Rồi chuẩn bị vào game nha các bạn, chuẩn bị vào game đây. Rồi mình lại mình ship hàng nha, để mình vô cái góc nào mà nó vắng vắng đi, tại vì game này rất là nhiều người chơi nha. Khi mình đứng chung với mọi người thì mình khi nghe hết tiếng nhạc á, mình ngừng không đúng lúc á là bị bắn nha các bạn, bị cái laser nó sẽ quét. Này phải tập trung rồi đó, các bạn thấy không, có những người ta không chạy thôi. Chuẩn bị rồi. Vừa tới đó là bị dây cái sọt. Đây là anh tam giác này các bạn. Thì game này mình thấy đa số là các bạn ở Việt Nam chơi nhiều nè các bạn. Mình đây mình vô cái phòng này nước ngoài không. Để mình coi coi Việt Nam không. Còn là 50 giây nha các bạn. Thiết kế cái phòng giống như trong phim nữa các bạn. Rồi chuẩn bị vô còn 10 giây nữa. Vì cái game này rất là đông người chơi, các bạn di chuyển các bạn lên lại mấy đó bị lắc đó các bạn, cái phòng nó bị lỗi các bạn, lắc bị lắc cái nó bị thời gian nó nhảy này không kịp, nó đầu nữa các bạn, rất là lắc. Đây góc cái đồng hồ, đây cái đồng hồ đây các bạn, 22 giây, 21 giây. Ở đây mình nhảy được nè các bạn. Hãy
là mình di chuyển không đúng thời gian. Đó. Vừa tới đích vừa tới đích, cũng về được top 5 nha các bạn, còn 4 người. Cái này giờ mình đi ra vòng là mình sẽ bị bắn đó nha các bạn. Đó, mấy người nó ra vòng các bạn. Ra vòng là bị máy nó sẽ quét ra lại. Vì là cái mất nữa các bạn. Nhanh lên bạn ơi. Hết giờ ơi. Bây giờ mình lại mình ship hàng tiếp nha. Rồi bắt đầu đếm giờ nó vô nè các bạn. Đây mình lại cái góc này nha, góc này nó không có người, nó gần đông quá thì nó sẽ bị lắc mạng chậm mà mình sẽ không nghe được tiếng nhạc nha các bạn. Đó, đi với tường này cũng được đó nè. What? Giờ mình sẽ đi tham quan cái khu vực như chỗ này nha các bạn. Đây là những cái giường để ngủ nè. Là những người chơi như thông tin là 456 người chơi.